Một cựu công an bị cáo buộc che giấu tội phạm đại án chuyến bay giải cứu. Phe đơn vị chưa có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm nấu ăn cho học sinh. 20 con hổ chết ở Đồng Nai bốc bệnh phẩm dương tính với virus cúm AH5N1. Xe đầu kéo container lao vào 4 nhà dân trên quốc lộ 15A ở Hà Tĩnh. Đà Lạt tìm thấy tài xế bị lũ cuốn khi qua tràn ngầm tại xã Xuân Thọ. Đồ Sơn xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Một cựu công an bị cáo buộc che giấu tội phạm đại án chuyến bay giải cứu. Ban hành kết luận điều tra đại án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 17 bị can. Trong số này, bị can Nguyễn Xuân Thông, sinh năm 1975, trú tại thành phố Hà Nội, là cựu cán bộ công an bị cáo buộc che giấu tội phạm. Tháng 6 năm 2021, Tuấn trao đổi với Thông về việc đang tổ chức chuyến bay đưa người Việt Nam ở nước ngoài về nước tránh dịch. Tuấn nói rằng đã nhờ được 4 bộ trong tổ công tác 5 bộ giúp đỡ, còn Bộ Công an thì Tuấn nhờ Thông kết nối, tác động. Sau đó, Nguyễn Xuân Thông nhờ phía Cục Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra, sớm ban hành văn bản đồng ý cho Công ty xây dựng và quản lý nguồn nhân lực Quang Trung được tổ chức, thực hiện chuyến bay. Cáo buộc nêu, từ ngày 19 tháng 7 năm 2021 đến ngày 29 tháng 9 năm 2021, Trần Minh Tuấn nhiều lần gửi cho Nguyễn Xuân Thông ảnh chụp các văn bản về chủ trương, kế hoạch tổ chức các chuyến bay đón công dân về nước. Trong đó, có các công văn của Bộ Y tế và Bộ Ngoại giao có đóng dấu mật. Nghe Tuấn nói các bộ còn lại Tuấn vẫn xử lý được. Riêng Cục Quản lý xuất nhập cảnh thì phải nhờ Thông tiếp tục can thiệp, tác động để giải quyết thủ tục xin cấp phép tổ chức chuyến bay cho một số doanh nghiệp. Sau đó, Nguyễn Xuân Thông nhiều lần liên hệ với Cục này, song không giải quyết được. Ngày 20 tháng 7 năm 2022, Cơ quan An ninh điều tra triệu tập Trần Minh Tuấn đến làm việc. Thì vào tối ngày 19 tháng 7 năm 2022, Nguyễn Xuân Thông gặp Tuấn tại Hà Nội. Thời điểm đó, Thông gọi điện đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, giới thiệu bản thân công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, đề nghị điều tra viên cho Tuấn được lùi thời gian làm việc vào ngày khác, lý do Tuấn đang đi công tác tại Nghệ An không về kịp. Khoảng một tuần sau, Trần Minh Tuấn và Phạm Bá Sơn, nhân viên công ty Thái Hòa, bị cáo giai đoạn 1, hẹn gặp Nguyễn Xuân Thông tại quán ăn gần trụ sở Bộ Công an để nghe tư vấn hướng dẫn giúp Tuấn. Sơn khai báo với cơ quan điều tra về các nội dung liên quan đến vụ án theo hướng có lợi cho Tuấn và Sơn. Tại cuộc gặp, Tuấn nói đã nhận hơn 10 tỷ đồng của Phạm Bích Hằng, bị cáo giai đoạn 1 để đưa hối lộ cho các cá nhân có thẩm quyền và chi phí trong việc xin thủ tục tổ chức chuyến bay. Vì thế, Tuấn đề nghị Thông hướng dẫn cho Tuấn và Sơn nên khai với cơ quan điều tra như thế nào cho có lợi. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Xuân Thông đã thống nhất hướng dẫn Tuấn và Sơn không được khai với cơ quan điều tra về số tiền Tuấn nhận của Hằng và khai số tiền này Tuấn đã trả lại hết cho Hằng bằng tiền mặt, có Sơn chứng kiến. Còn những nội dung khác nên khai là không biết để về suy nghĩ trả lời sau. Ngày 3 tháng 8 năm 2022, Trần Minh Tuấn và Phạm Bá Sơn đến cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an làm việc và đều khai báo các nội dung gian dối như đã được hướng dẫn. Đến ngày 18 tháng 10 năm 2022, Tuấn tiếp tục đến làm việc với cơ quan điều tra nhưng vẫn giữ nguyên lời khai gian dối. Sau đó, Trần Minh Tuấn bỏ trốn vào Thừa Thiên Huế rồi bị bắt. Quá trình điều tra, Tuấn vẫn tiếp tục khai báo gian dối như được hướng dẫn trước đó. Cơ quan an ninh điều tra cáo buộc bị can Nguyễn Xuân Thông biết Trần Minh Tuấn có hành vi đưa hối lộ nhưng vẫn hướng dẫn Tuấn khai báo gian dối để che giấu hành vi phạm tội. Hành vi của Thông đã gây cản trở điều tra, xử lý vụ án của cơ quan điều tra trong quá trình điều tra vụ án trên ở giai đoạn 1. Phe đơn vị chưa có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm nấu ăn cho học sinh. Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình vừa có văn bản báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc kiểm tra các trường tiểu học trên địa bàn, phe đơn vị chưa có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm nấu ăn cho học sinh. Qua kiểm tra hồ sơ, nắm bắt thu thập thông tin, cơ quan chức năng thành phố Hòa Bình xác định Công ty Cổ phần Tư vấn và Thương mại Dịch vụ An Thịnh chi nhánh Hòa Bình, Công ty An Thịnh cung cấp dịch vụ ăn uống tại các trường tiểu học Sông Đà, Trần Quốc Toàn và Lý Tự Trọng chưa được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau khi có kết quả kiểm tra, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình đã chỉ đạo các phòng và các nhà trường dừng việc sử dụng dịch vụ ăn uống do Công ty An Thịnh cung cấp. Việc tổ chức bếp ăn bán trú tại các trường chỉ thực hiện khi có sự thống nhất của hội phụ huynh học sinh và đủ các điều kiện theo quy định, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình nêu rõ. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình cho biết, thành phố đang xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân và các nhà trường khi đã lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện theo quy định. Trước đó, phụ huynh có con theo học tại các trường tiểu học Sông Đà phản ánh chất lượng bữa ăn của con mình không tương xứng với số tiền bỏ ra 26.000 đồng trên một bữa. Phụ huynh cũng cho rằng bữa ăn không đảm bảo, không bắt mắt. Nhà trường tổ chức ăn bán trú cho học sinh một tuần thì dừng lại. Sau đó chúng tôi mới biết đơn vị cung cấp chưa có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Các phụ huynh yêu cầu nhà trường không để cho đơn vị chưa có giấy chứng nhận nấu ăn cho các con, một phụ huynh nói. Sau khi nhận được phản ánh, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình đã chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và có kết quả nêu trên.
Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hòa Bình cũng cho thấy, năm học 2024-2025, các trường tiểu học nói trên chuyển đổi hình thức từ việc tổ chức bếp ăn bán trú sang mua suất ăn từ đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống cho học sinh. Các nhà trường ký hợp đồng dịch vụ bán trú trường học với công ty An Thịnh. Sau đó, công ty này đã sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bếp ăn bán trú nhà trường để chế biến suất ăn cho các em học sinh. 20 con hổ chết ở Đồng Nai, mẫu bệnh phẩm dương tính với virus cúm AH5N1. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai vừa thông báo kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương xác nhận 2 mẫu bệnh phẩm từ hổ chết tại khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đều dương tính với virus cúm AH5N1. Theo thông tin ban đầu, các mẫu bệnh phẩm, máu và phủ tạng của 2 con hổ tại khu du lịch được lấy vào ngày 22 tháng 9 và gửi đến Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương để phân tích. Kết quả xét nghiệm vừa được công bố cho thấy cả 2 mẫu đều dương tính với virus cúm AH5N1. Trước khi chết, các con hổ này đã biểu hiện một số triệu chứng như chán ăn, sức khỏe yếu, chảy nước mũi và sốt cao. Theo thông tin từ khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, những con hổ này đã được cho ăn thịt gà cung cấp bởi một công ty trên địa bàn phường Hồ Nai, thành phố Biên Hòa. Để làm rõ nguồn gốc lây nhiễm, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra truy vết nguồn gốc thịt gà cung cấp cho khu du lịch, đồng thời thực hiện các biện pháp như khoanh vùng, tiêu độc khử trùng và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Trước đó, vào ngày 2 tháng 10, đoàn công tác Chi cục Thú y vùng 6 phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai đã làm việc với khu du lịch sinh thái Vườn Xoài về vụ hổ chết hàng loạt. Đoàn công tác Thú y vùng 6 yêu cầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai lấy thêm mẫu bệnh phẩm trên hổ và xét nghiệm cúm AH5N1 để xác định dịch bệnh có lây đa loài hay không. Nguồn gốc lây bệnh không loại trừ khả năng từ thức ăn vì xuất hiện triệu chứng lây nhiễm đồng loạt. Cùng với đó, khu du lịch sinh thái Vườn Xoài cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm AH5N1, xây dựng quy trình chặt chẽ trong kiểm soát nguồn thức ăn cho vật nuôi, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc thức ăn. Trước đó, Chi cục Thú y vùng 6 đã ghi nhận 23 con hổ và 3 con sư tử chết tại vườn thú Mỹ Quỳnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Các mẫu bệnh phẩm ở vườn thú Mỹ Quỳnh cũng cho kết quả dương tính với virus cúm AH5N1. Xe đầu kéo container lao vào 4 nhà dân trên quốc lộ 15A ở Hà Tĩnh. Khoảng 18 giờ 45 phút ngày 2 tháng 10, tài xế Bùi Phi Hải, 53 tuổi, điều khiển xe đầu kéo container mang biển kiểm soát tỉnh Bình Dương chở hàng hóa di chuyển trên quốc lộ 15A ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh theo hướng Nam Bắc. Khi đi qua cầu Điện Lợi thuộc thôn 4, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tài xế mất lái khiến xe lao vào phía trước nhiều nhà dân ven đường rồi lật nghiêng. Ông Bùi Ngọc Du, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hà Linh cho biết, vụ tai nạn khiến 4 nhà dân bị hư hỏng mái che, tường nhà và nhiều cây xanh. Rất may, vụ việc không gây thương vong về người. Cũng theo ông Du, khu vực xảy ra tai nạn là khúc cua tay áo, khúc cua gấp qua đoạn đường dốc, quanh co, dưới chân cầu Địa Lợi. Từ lâu, vị trí này đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân sinh sống hai bên đường và cánh tài xế vì thường xuyên xảy ra các vụ lật xe. Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hà Linh, hiện nay, hai bên cầu Địa Lợi có hai biển báo tốc độ tối đa cho phép trước khi vào cầu và đến đầu cầu lần lượt là 70 km/h và 50 km/h. Tuy nhiên, nhiều tài xế vẫn chủ quan, không làm chủ tốc độ, dẫn đến những vụ việc đáng tiếc. Đà Lạt tìm thấy tài xế bị lũ cuốn khi qua tràn ngầm tại xã Xuân Thọ. Tài xế bị nạn NHAK, 31 tuổi, ngụ Phượng 11, thành phố Đà Lạt được tìm thấy lúc 7 giờ sáng nay, ngày 3 tháng 10, tại khu vực cuối thác Hang Cọp, giáp với sông La Bá, cách nơi gặp nạn khoảng 20 km. Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra nạn nhân để bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 2 tháng 10, tài xế NHAK điều khiển xe ô tô tải loại nhỏ đi qua tràn ngầm tại con suối nhỏ ở thôn Xuân Thành, xã Xuân Thọ thì bất ngờ bị nước từ thượng nguồn đổ về cuốn trôi. Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân và lực lượng chức năng đã phối hợp tìm kiếm người bị nước cuốn nhưng vẫn không tìm được tài xế. Tại hiện trường, chỉ còn lại xe tải bị nước cuốn trôi khoảng 10 mét so với vị trí ban đầu. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Đồ Sơn xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Trao đổi với phóng viên báo Giao thông, ông Ngô Viết Đông, trưởng phòng kinh tế quận Đồ Sơn cho biết, sau khi bão số 3 đổ bộ và những ngày mưa lớn vừa qua, nhiều khu vực ven đồi, núi trên địa bàn quận đã bị sạt lở. Thống kê, hiện có tổng cộng 17 điểm sạt lở trên địa bàn quận Đồ Sơn, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Một số điểm sạt lở nghiêm trọng khiến nhà cửa bị hư hỏng hoàn toàn. Một số điểm sạt lở còn khiến mồ mả trên đồi bị trôi theo đất và thất lạc chưa được tìm thấy. Địa phương có số lượng điểm sạt lở nhiều nhất là phường Vạn Hương 10 điểm. Tiếp đó là các phường Hải Sơn có 6 điểm và phường Ngọc Xuyên bị 1 điểm sạt lở, ông Đông cho hay. Qua kinh nghiệm sinh sống nhiều năm tại địa phương, ông Đinh Văn Tấn ở quận Đồ Sơn cho biết, các quả đồi núi trên địa bàn quận có độ liên kết thấp, độ dốc cao, đất lẫn tảng đá mồ côi nhiều nên bị sạt lở. Tình trạng sạt lở gia tăng ở thời điểm sau bão số 3 là do cường độ bão mạnh kỷ lục trong vòng 30 năm gần đây. Lượng cây cối bị gãy đổ nhiều, lượng mưa lớn kéo dài khiến độ liên kết bị giảm. Theo ghi nhận của phóng viên, có nơi sạt lở cả tảng đá lớn với khối lượng cả chục mét khối lăn xuống đường.
Rất may, không có thiệt hại về người do đã di dân từ trước hoặc thời điểm sạt lở không có người ở đó. Ông Ngô Viết Đông cho biết, trước khi bão số 3, qua rà soát, đánh giá các điểm có nguy cơ sạt lở, Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn và Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn kịp thời di chuyển các hộ dân sinh sống tại khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn. Nhờ vậy, mặc dù xảy ra sạt lở ở nhiều nơi, nhiều ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn và bị hỏng một phần nhưng không xảy ra thiệt hại về người. Ông Đinh Xuân Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn cho biết, phường có 4 hộ dân bị sập đổ nhà do sạt lở núi gây ra. Trước khi bão số 3 đổ bộ và mưa lớn sau bão, qua rà soát, phường đã kịp thời vận động di dời hàng chục nhân khẩu ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở trên địa bàn. Hiện tại, trên địa bàn phường Vạn Hương có 42 hộ chưa bị mất nhà ở nhưng có nguy cơ bị sạt lở, sập đổ, vùi lấp không thể tiếp tục sinh sống. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn, nhiều hộ dân bị sạt lở mất nhà đã được bà con gần đó sẵn sàng cho tránh trú. Một số ít người dân phải nhờ đến sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương bố trí chỗ ở để tạm dần ổn định cuộc sống. Để giải quyết vấn đề xử lý các điểm sạt lở, đảm bảo cho người dân quay trở lại sinh sống an toàn, hiện đoàn chuyên gia của Trường Đại học Mỏ Địa chất đã tiến hành khảo sát tại 17 điểm sạt lở trên địa bàn 3 phường Ngọc Xuyên, Vạn Hương, Hải Sơn. Sau khi khảo sát và thu thập dữ liệu, thông tin, trong thời gian tới, đoàn sẽ có những tư vấn, đề xuất giải pháp với chính quyền quận về cách khắc phục và đảm bảo ổn định lâu dài, an toàn cho người dân. Trước mắt, qua nguồn hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, quận Đồ Sơn đã trao hỗ trợ xây nhà mới cho 12 hộ có 4 nhà bị sập do sạt lở, mỗi hộ 100 triệu đồng. Ngoài ra, có 33 hộ nhận 20 triệu đồng trên một hộ hỗ trợ sửa nhà. Tại các điểm sạt lở, địa phương đã tiến hành căng dây cảnh báo nguy hiểm, vận động và tuyên truyền người dân sinh sống tại các khu vực nêu trên không nên trở về nhà để đảm bảo an toàn trước khi khắc phục xong.